Vâng, trận thi đấu thứ tư mình đang bị dẫn trước 2-1. Trận thi đấu mà Seng lại đang kẹp với Kata. Có khá nhiều trận có Seng ấy, nhưng mà tổng từ đầu giờ như là có 4 trận có Seng rồi. Thì 3 trận là Seng kẹp với Greg Kata cho Son, và 1 trận Seng kẹp với Per. Seng kẹp một quân lởm, nó nghe cũng bình thường, nó gánh lại quân lởm. Phía ngoài vẫn còn khá nhiều heal. Chả chia sẻ trận đấu này có tới 3 và heal. Trận này đổi là Per cũng có vẻ là mắc bệnh. 3 voi về nhà mà ăn 4 voi mà ăn thêm 2 3 về heal ở ngoài nữa thì đúng là mướp đỡ. Chém cho nhấc hết cả người lên. Nhưng sao Seng như này cũng là một Seng rất khỏe. Bảy máy của lô 1 17 dân. Xe 19 dân. Lô 1 chậm chậm hơn khoảng 1 dân. Giờ như chết với 1 dân do gặp sư tử. Bài lô 1 cũng khá được. Cũng có voi. Với nhiều 5 con về nhà. Một cân một nhà thì là thắng. Băng nó không cần hơn. Đội bạn là Pho và Egypt. Rồi đôi voi quả phụ bài mắc binh dành cho lô 1 rồi đấy. 2 quả cơ. Rồi ăn bãi quả kia trước tránh ngăn tranh. Bài khá đẹp dành cho cặp đôi bên phía của Game TV. Máy máy của chim sẻ tiếp tục đã bóng BB rồi với 22 dân. Đánh sao đánh có 22 dân thế này. Hai dân đánh gì đây? Chém à? Đây, 22 dân đánh cung. Cái BS này ăn vàng chém rồi. Seng chém cho Kata đánh cung. Bài này ở làng tôi chơi suốt. Lên đời một mình, 27 dân đến từ Egypt. Kích cuối 8. cuối 8, vâng 8, 55. Rồi đỡ đi. Tám phút 55 với Seng 22 dân. Công cho con giò. Ra một vài chiếc ruộng. Trời rất lầy, ai lại kịch 8 đánh chém bao giờ. Màu 6.
màu 2 còn chưa lên đời, đến từ game thủ Quýt Ba Voi. Gặp màu 6 vừa nhảy đời. 23 dân. Đây là giò công giáp. Một A luôn. Trận thi đấu chia sẻ đấy sẽ đánh 1L 1A. À, one hit luôn một nhà từ đầu. Ăn được 5 dân rồi. Bánh xe thì đang lên. Đã lên đời 3 đến từ game thủ 16. Cũng làm pha chọc gió ngược lại. Ken được thì phải. Ken được cái E thì phải kìa chim. Đấy cái E ở đấy dưới. Ken được thì phải. Đấy, chém xuyên thôi, không phải là một bài đọc được. Kata được nhận một chút gỗ để công ca luôn. Cùng giờ cũng đang lên rồi. Còn con rờ khác như vậy thì bên lớp sẽ không thể giữ được cái bãi dần này. Ba mươi trên 40, bây giờ thì lô 1 công như thế nào rồi, đang vào. Rồi vào rồi. Một đàn đặc đà nó phi vào. Rồi về lớp resize 2 đều. Chúng ta sẽ đến với trận chủ yếu chung kết của chung kết trong ngày hôm nay. Chung kết C5, chung kết của chung kết. Và tối ngày hôm nay thì tôi cũng đã nhận được thư mời đến từ Màu Quý rồi. Gọi cả xẻ vào là 1. Bơi hết về nhà anh. Vâng, tối anh em sang phá nhà Màu Quý rồi. Mua bộ bài các kiểu sẵn hết đi. Và không biết là GV cũng như là GBM cũng như là một vài anh em kỹ thuật viên khác đang văn phòng mà có theo dõi trận đấu này đang dũng mua bài sẵn đi. Đến giữa nhà Bồ Quý. Sang đấy chống cửa phải 50.